Cô chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục viết thứ ba. Các em biết rằng là Trung Quốc với Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, một nước giáp với biên giới phía Bắc nước ta, cạnh với Việt Nam và là một cái nước láng giềng. Cho nên là tuy là láng giềng nhưng mà nó lại nằm không nằm ở trong khu vực Đông Nam Á mà lại là nó nằm ở phía Bắc nước ta, cạnh với tỉnh giáp với biên giới với Lạng Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Thì các em biết rằng ở châu Á của chúng ta trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 có những cái biến đổi rất là rõ rệt. Riêng Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa do cái cuộc cải cách minh trị. Còn lại hầu hết các nước châu Á đều là những nước thuộc địa và phụ thuộc vào thực dân, và trong đó thì có Trung Quốc là một nước lớn của châu Á, song cũng không thoát khỏi cái thân phận thuộc địa của thực dân. Đấy. Để hiểu được Trung Quốc đã bị các nước đế quốc xâm lược như thế nào thì và những cái phong trào đấu tranh như thế nào, thì hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục bài ba Trung Quốc. Cô mời các em. Đây là lực độ của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước rộng lớn nhất châu Á và đứng thứ tư trên thế giới. Thứ tư trên thế giới, đông dân nhất thế giới, có lịch sử văn hóa lâu đời, thời cổ đại là trong những trung tâm văn minh lớn nhất, và thời trung đại là một nước phong kiến hùng mạnh đã từng thống trị, đã từng đi xâm lược nhiều nước, và đặc biệt là Trung Quốc cũng đã từng xâm lược Việt Nam. Nhưng mà cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì Trung Quốc đã trở thành một nửa nước phong kiến, nửa thuộc địa. Để hiểu tại sao mà bị xâm lược thì chúng ta sẽ nghiên cứu vào cái lực đồ của Trung Quốc. Thì kem thấy rằng đây là một nước, thì kem một nước rất là đông dân, giàu tài nguyên khoáng sản, có cái địa hình rộng rãi, phải không? Đấy, cho nên là lúc này các nước tư bản tìm mọi cách nhòm ngó xâm lược Trung Quốc. Nó coi Trung Quốc như một chiếc bánh ngọt. Mục đích của nó là gì? Nhòm ngó để biến chia Trung Quốc thành nhiều phần để như nào đua nhau xâm chiếm. Chẳng hạn là có đến 14 nước đua nhau xâm lược Trung Quốc, như là Anh rồi Pháp rồi Mỹ rồi Đức rồi Italia rồi Nhật Bản, vân vân. Và còn khoảng cái thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 thì các nước tư bản phương Tây đã nhòm ngó và xâm lược Trung Quốc. Đây em nhìn vào cái lược đồ của Trung Quốc rất là rộng. Còn trong lúc đó Việt Nam thì cong hình chữ S một tí xíu này thôi, nhưng mà Trung Quốc thì là cái dân đông, rồi đất đai thì rộng. Đây là cái Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đơn vị hành chính và cái tranh chấp lãnh thổ. Thì những cái thành phố thuộc Trung ương đây, là những cái màu nào đây? Màu gạch này này là những cái thành phố thuộc Trung ương nha. Đấy. Còn là những cái màu vàng, màu tím đây là cái khu vực chính trị. Chẳng hạn là cái màu vàng này là khu vực chính trị. Đây, khu Tây Tạng này, đây là khu vực chính trị. Còn cái màu màu những cái màu gạch này là những cái màu này là gì, là các cái tỉnh ở Trung Quốc nha. Chẳng hạn như Tứ Xuyên rồi Thanh Hải rồi gì Hắc Long Giang chẳng hạn nha.
Đây, rồi đặc khu hành chính, những cái màu đây, đây là đặc khu hành chính của Trung Quốc. Đây. À. Ta đi phần 1. Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược. Nguyên nhân Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược. Từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 thì các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường Trung Quốc. Và đặc biệt là không phải riêng Trung Quốc mà còn xâm chiếm các thị trường của thế giới. Trung Quốc là một trong những thị trường lớn béo bở của chế độ phong kiến đang suy yếu, đã trở thành đối tượng của nhiều nước đế quốc. Trong quá trình xâm lược Trung Quốc thì lúc này các nước tư bản phương Tây đã tăng cường xâm chiếm thuộc địa, chúng hướng về mục tiêu là nước phong kiến lạc hậu và khủng hoảng về kinh tế, về chính trị. Thì là một thị trường béo bở, cho nên là lúc này triều đại nhà Thanh đã trở nên bảo thủ phản động, khiến Trung Quốc lâm vào cái tình trạng khủng hoảng suy yếu và đã trở thành đối tượng xâm lược của các nước đế quốc phương Tây. Thì em biết rằng là tiếp xúc với các cường quốc phương Tây từ rất là sớm, ở cái thế kỷ 16 thì Trung Quốc đã tiếp xúc với các cường quốc phương Tây rồi. Đấy, cho nên là chính sách buôn bán với các thương nhân phương Tây đã phát triển rồi. Chẳng hạn là Trung Quốc đã buôn bán với Ấn Độ này, rồi Indonesia, rồi các nước phương Tây này, và chẳng hạn là Châu Phi đổi lấy chè chẳng hạn, tơ lụa chẳng hạn, rồi đồ sứ. Việc buôn bán là không những mang lại nhiều cái lợi nhuận và đặc biệt là năm 1757 thì chỉ còn mở một số biển như là Quảng Châu, rồi về sau thì nhà Thanh đã gì nào thực hiện cái chính sách là bế quan tọa cảng. Mục đích của nhà Thanh thực hiện bế quan tọa cảng để như nào đóng cửa tất cả các cửa biển, không cho các nước phương Tây vào buôn bán với Trung Quốc. Vì như vậy cho nên là lúc này chính những cái thủ đoạn của các nước phương Tây tại gì muốn vào Trung Quốc để vơ vét của cải tài nguyên và muốn là mở cửa để buôn bán với Trung Quốc. Cho nên là khi mà Trung Quốc đã thực hiện bế quan tọa cảng đấy, nhà Thanh đã thực hiện như vậy, thì Trung Quốc đã vin cái cớ đó, đã đem tàu to nhà Thanh đã đem tàu to sông lớn để như là phen sang xâm lược Trung Quốc. Ở khoảng cái thế kỷ 18 thì các nước đế quốc bắt đầu xâm lược Trung Quốc. Đấy, vì lúc này như nào các em, triều đình Mạn Thanh thì như nào để tìm mọi cách để như nào đàn áp và buộc triều đình Mạn Thanh như nào các em phải mở cửa. Đi đầu là thực dân Anh, chúng được buộc nhà Thanh phải ký hiệp ước Nam Kinh năm 1842, chấp nhận cho các điều khoản thiệt thòi. Đây là gì? Quá trình xâm lược của thực dân Anh vào Trung Quốc. Thì phần thứ nhất là một là nguyên nhân của các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc. Thì nguyên nhân lúc nãy cô đã nói với các em rồi. Nguyên nhân thứ nhất là Trung Quốc bị xâm lược cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 thì các nước phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một trong những thị trường béo bở của chế độ phong kiến. Lúc này chế độ đang suy yếu, trở thành đối tượng xâm lược của nhiều nước đế quốc chế độ phong kiến, đó là triều đình Mạn Thanh. Triều đình Mạn Thanh.
quá trình đế quốc xâm lược Trung Quốc. Thế kỷ 18 thì các nước đế quốc dùng mọi thủ đoạn để tìm mọi cách để chèn ép Mạn Thanh và mở cửa cắt đất. Đi đầu là thực dân Anh. Thực dân Anh đã thực hiện chiến tranh thuốc viện từ tháng 6 năm 1840 đến tháng 8 năm 1842. Chúng buộc nhà Thanh phải ký hiệp ước Nam Kinh năm 1842, chấp nhận các điều khoản thiệt thòi, bồi thường chiến phí, nhượng Hồng Kông và năm cửa biển. Em thấy đây, đây là ký hiệp ước Nam Kinh. Đấy, em thấy đây, nó ví Trung Quốc như một cái bánh ngọt đây. Các nước chia nhau đua nhau sâu xé Trung Quốc, các cái tổng thống chẳng hạn là gì, thủ trưởng của Anh này, rồi tổng thống Mỹ này, Nhật Hoàng này, rồi Nga Hoàng này, tổng thống Pháp này, rồi hoàng đế Đức, đây nó chia nhau Trung Quốc ra nhiều phần để nó cai trị. Nó ví Trung Quốc như một cái bánh ngọt để như nào chia nhau mỗi nước một phần để sâu xé Trung Quốc. Đi đầu là thực dân Anh đã ký hiệp ước Nam Kinh buộc nhà Thanh phải chấp nhận các cái điều khoản thiệt thòi. Các nước đế quốc sâu xé Trung Quốc. Em nhìn vào đây, Nhật Bản, Nga, Nga Nhật này, rồi Đức, rồi Anh, Nhật, Pháp, đây, sâu xé Trung Quốc, như là coi Trung Quốc như một cái bánh ngọt để sâu xé. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ cái thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, các cái phong trào khởi nghĩa là Thái Bình Thiên Quốc này, phong trào Duy Tân 1898, rồi phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, đó là những cái phong trào phát triển nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, cuộc vận động Duy Tân, rồi khởi nghĩa Hòa Đoàn. Đấy, về cái diễn biến rồi lại người lãnh đạo, lực lượng, ý nghĩa và tính chất. Khởi nghĩa nổ ra ngày 1 tháng 1 năm 1851 tại Kim Điền Quảng Tây, lan rộng ra khắp cả nước. Cuộc khởi nghĩa kéo dài 14 năm và bị phong kiến đàn áp. Và cái phong trào Duy Tân năm 1898 diễn ra cuộc vận động Duy Tân tiến hành cải cách nhằm cứu vãn tình thế, diễn ra khoảng 100 ngày rồi bị đàn áp. Và cái phong trào Nghĩa Hòa Đoàn năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông và lan rộng sang Trực Lệ Sơn Tây, tấn công vào sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh, bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công nên thất bại. Người lãnh đạo đó là ai kem? Hồng Vũ Toàn và gì? Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu. Lực lượng thì chủ yếu là nông dân. Cái phong trào Thái Bình Thiên Quốc là chủ yếu nông dân. Rồi cái phong trào Duy Tân thì quan lại, sĩ phu yêu nước và vua, quan tử. Còn bên Nghĩa Hòa Đoàn thì chủ yếu là giai cấp nông dân. Về cái tính chất của khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, tính chất ý thức là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại chống phong kiến, thực hiện chính sách tiến bộ
làm lung lay triều đình phong kiến. Về cái phong trào Duy Tân thì cải cách dân chủ tư sản, cải cách kinh tế chính trị và theo một quy mô của tư bản chủ nghĩa. Về cái phong trào Nghĩa Hòa Đoàn thì cái phong trào yêu nước chống đế quốc giáng một đòn mạnh mẽ vào chủ nghĩa đế quốc, nó thể hiện cái tinh thần yêu nước của nhân dân Trung Quốc lúc bấy giờ. Đây là gì? Đây là tên các cuộc khởi nghĩa, phong trào Duy Tân rồi Nghĩa Hòa Đoàn, ba cái cuộc khởi nghĩa lớn. Và em nhớ nắm phần diễn biến, người lãnh đạo và cái lực lượng, cái tính chất, ý thức của các cuộc khởi nghĩa. Và cái đi đầu trong cái quá trình xâm lược này là cũng là thực dân Anh. Chúng đã đưa là thuốc viện nhập lậu sang Trung Quốc và một số người nghiện thuốc viện ngày càng tăng. Làm cho gì kem, làm cho Trung Quốc dùng bạc trắng để mua thuốc viện, do đó cái bạc trắng là tuồn ra nước ngoài rất là nhiều. Vua là lúc đó là vua Đạo Quang đấy, đã lệnh cho gì kem, lệnh cho Lâm Tắc Cự là nói rằng gì, làm không sai đấy, ở Trung Quốc là cấm cái việc là gì, cấm thuốc viện. Và lúc này như nào em, thực dân Anh nó vẫn tuồn vào rất là nhiều, cho nên như nào em không thể như nào cản được. Và lúc này lấy cớ thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc thì lúc này như nào em, nhà Thanh như nào em đã thất bại và phải ký điều ước Nam Kinh chấp nhận các điều khoản theo yêu cầu của thực dân Anh. Đây là những cái điều khoản thiệt thòi của Trung Quốc mà do triều đình Mạn Thanh đã ký. Đây là gì? Hồng Tú Toàn. Và cái cuộc khởi nghĩa này của Hồng Tú Toàn. Hồng Tú Toàn. Cái cuộc khởi nghĩa của Nghĩa Hòa Đoàn, khởi nghĩa nông dân, khởi nghĩa binh lính Trung Quốc rất là đông. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, đây là quốc kỳ của Trung Quốc lúc bây giờ. Đấy, khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Lãnh thổ của Thái Bình Thiên Quốc năm 1854. Đấy, em nhìn vào lãnh thổ của Thái Bình Thiên Quốc năm 1854. Con dấu của Thái Bình Thiên Quốc lúc bấy giờ. Từ Hy Thái Hậu, vua Quang Tử. Lúc này vua Quang Tử 28 tuổi đang có nhiệt tình và đầy tham vọng. Nhà vua muốn dựa vào những cái cải cách của một cuộc cải cách Duy Tân để thay đổi toàn bộ cái xã hội Trung Quốc và như nào kem, và muốn là gì, đổi luôn cả cái địa vị lệ thuộc của Trung Quốc. Đây là vua Quang Tử. Bên này là Từ Hy Thái Hậu này, Quang Tử. Cang Hữu Vi và Lương Khải Siêu, nhà yêu nước của Trung Quốc lúc bấy giờ. Hổ Nghi Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Đây là Hổ Nghi Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Phong trào nông dân và Nghĩa Hòa Đoàn.
em thấy gì? Các cái phong trào đấu tranh hiểu hoàn toàn. Thì cái nguyên nhân thất bại của phong trào nông dân Trung Quốc cuối thế kỷ 19, đầu cái thế kỷ 20, cái nguyên nhân là do sự cấu kết giữa đế quốc và phong kiến, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là không dựa vào lực lượng của nhân dân. Nguyên nhân thứ ba là thiếu sự lãnh đạo thống nhất và thiếu vũ khí nha. Đây là ba cái nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Chúng ta sang phần thứ ba. Tôn Trung Sơn và cách mạng Tân Hợi năm 1911. Em biết là năm 1911 là cái mốc lịch sử của ta, là Bác Hồ cũng ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 ấy. Và đến năm 1914 thì chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Từ năm 1914 đến năm 1918 thì chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Và Tôn Trung Sơn là Bác Hồ của chúng ta cũng phải học cái đường lối của Tôn Trung Sơn, đó là học thuyết tam dân ấy. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc, ba gọi là tam, nghĩa là gọi là ba. Các em sang cái phần thứ ba. Tôn Trung Sơn là một nhà gì trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Và cái khuynh hướng của ông là gì? Muốn là thực tế, là muốn Tôn Trung Sơn là muốn là đi theo cái khuynh hướng dân chủ tư sản, muốn giải phóng cho cái người nông dân Trung Quốc và có những cái cuộc sống bình yên. Và sau nhiều cái cuộc đấu tranh thất bại như là phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, không rồi các cái phong trào phát triển như là Thái Bình Thiên Quốc, rồi phong trào Duy Tân, các cái phong trào nối tiếp nhau thất bại như vậy, thì em thấy rằng là thế nào em? Những cái cải cách của Duy Tân, rồi những cái cuộc chiến tranh Trung Quốc và Nhật Bản 1904-1905, rồi cái phong trào đấu tranh chống đế quốc phong kiến lên rất là cao, nhưng mà gì em, cuối cùng thì cũng bị thất bại hoàn toàn. Đấy, chẳng hạn nhiều cái cuộc khởi nghĩa như là của Lương Khang Hữu Vi, rồi như nào Lương Khải Siêu đấy. Và xuất thân từ trong những gia đình ở Quảng Đông, ông rất sớm tiếp thu cái nền văn minh của phương Tây, có xu hướng cải cách từ năm 1888. Lần đầu tiên ông đã lên ngôi vua, gọi là vua Quang Tự, và được chấp nhận. Sau đó là cái phong trào ông bị thất bại, thì Lương Khải Siêu lúc đó mới bao nhiêu tuổi em? Lúc đó mới 11 tuổi đã đậu tú tài đấy. Và ông đã đậu cử nhân, sau này ông tiếp thu những cái tư tưởng là của cải cách của Khang Hữu Vi. Lương Khải Siêu sinh năm 1873 và mất năm 1929. Em biết rằng là hai người như là Lương Khải Siêu rồi và Khang Hữu Vi là rất là có tài và có cái tấm lòng yêu nước rất là sớm, nhưng mà lãnh đạo các cái cuộc khởi nghĩa lần lượt như nào bị thất bại đấy. Về cái Nghĩa Hòa Đoàn chẳng hạn, trước cái sự phát triển mạnh mẽ của phong trào từ Hy Thái Hậu đại gì lợi dụng cái phong trào để cho Nghĩa Hòa Đoàn tấn công các đại sứ quán của nước ngoài ở Bắc Kinh, nhưng mà cuối cùng như nào các em, cuối cùng cũng là phải gì, phải Bắc Kinh và tuyên bố với các nước đế quốc bà cho rằng nếu Nghĩa Hòa Đoàn thất bại thì đó là cách mượn tay đế quốc để dập các cái phong trào đấy.
nhân dân của nông dân, đế quốc trở thành liên quân tám nước để đánh Bắc Kinh. Ngày 14 tháng 8 năm 1900 thì Bắc Kinh tuân thủ liên quân đã như nào các em, đã tàn sát rất là dã man, cướp bóc cực kỳ tàn bạo ở Bắc Kinh. Cho nên là những cái điều man rợ như vậy làm cho triều đình Mạn Thanh như nào các em rất là sợ hãi, buộc gì phải thỏa hiệp các nước đế quốc để chống lại Nghĩa Hòa Đoàn. Thì đây là gì? Đây là muốn nói rằng cái gì kem, muốn nói rằng là cái sự thất bại của gì kem, các cái phong trào thất bại, nhưng mà nó thể hiện cái tinh thần yêu nước đã giáng vào bọn đế quốc những cái đòn mạnh liệt, và muốn thể hiện rằng cái gì, những cái cuộc cải cách dân chủ, những cái khuynh hướng tư sản của nhân dân Trung Quốc lúc bấy giờ. Đấy. Và khi mà Tôn Trung Sơn cải cách cái cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 này, thì các em biết rằng đây là một cái cuộc cải cách như nào các em, mới, và mục đích là gì các em, đưa đất nước Trung Quốc thoát khỏi cái sự áp bức bóc lột của thực dân Anh. Tôn Trung Sơn và tổ chức đồng minh hội ấy, thì dạy cái phần trên YouTube, cho nên là cô và các em không trao đổi được, nhưng mà đây là những cái câu hỏi cô đặt ra mà các em có thể là sắp xong thì các em có thể tự mình trả lời, mình suy nghĩ nha. Đấy, thì Tôn Trung Sơn cải cách Tân Hợi 1911, Tôn Trung Sơn và đồng minh hội. Tôn Trung Sơn là một trí thức có tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Tháng 8 năm 1905, Tôn Trung Sơn đã tập hợp giai cấp tư sản Trung Quốc thành lập đồng minh hội, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc. Lực lượng trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ và thân sĩ bất bình với nhà Thanh. Cương lĩnh chính trị theo chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Mục tiêu là lật đổ Mạn Thanh, thành lập một dân quốc thực hiện gì? Bình đẳng về ruộng đất. Đó là những cái cải cách lớn của Tôn Trung Sơn. Em thấy gì? Từ khi mà Tôn Trung Sơn có những cái cải cách mới này thì như nào em, đất nước Trung Quốc như nào? Trong cái thời kỳ khi mà Tôn Trung Sơn cải cách này thì như nào, rất là sung sướng, và Việt Nam cũng được ảnh hưởng theo. Các em nhìn, đây là hình ảnh của Tôn Trung Sơn. Ra đi phần B, cách mạng Tân Hợi. Thì phần A chúng ta là cô chỉ nói qua về cái phần A là được giảm tải, các em không phải học về cái nhất là về cái nguyên nhân, hai là lệ diễn biến, thứ ba lực lượng, tư là tính chất, ý nghĩa. Cách mạng Tân Hợi về cái nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa là do nhân dân mâu thuẫn với đế quốc và phong kiến. Cái nguyên nhân trực tiếp là nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho đế quốc. Nha. Về cái diễn biến, kết quả thì vua Thanh đại gì? Đã thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức, Viên Thế Khải làm tổng thống. Về cái tính chất cách mạng, mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản, ý nghĩa là lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, ảnh hưởng đến châu Á rất là nhiều đấy, và đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Lật đổ cách mạng Tân Hợi ở Bắc Kinh. Đây, rồi gì? Nam Kinh, Phú Sương, đây là cái nơi nơi nổ ra, hai chỗ nổ ra đấy, nơi cách mạng bùng nổ, nơi cách mạng bùng nổ là ở Phú Sương nha. Đây, phạm vi của cách mạng là những cái
vùng vàng này là phạm vi của cách mạng đây, rồi nó lan rộng ra khắp nơi đây, lan rộng ra khắp nơi đây. Phạm vi của Bắc cách mạng là ở Bắc Kinh nha đây. Nơi chính quyền là ở Bắc Kinh đây. Và nhà Thanh còn tồn tại ở đâu? Cũng ở đâu em? Ở Bắc Kinh nha. Gọi là thoái vị. Tháng 2 năm 1912 thì ép vua Phổ Nghi thoái vị, vua Tôn Trung Sơn bị buộc từ chức. Và ngày 6 tháng 3 năm 1912, Viên Thế Khải tuyên bố giữ chức đại tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, thế lực phong kiến ở Quảng phong kiến rất, lúc này như nào các em nói rằng là cái thế lực phong kiến như nào các em bị suy sụp đấy. Em nhìn vào đây là vua Phổ Nghi Phổ Nghi và thoái vua Phổ Nghi thoái vị, Tôn Trung Sơn buộc phải từ chức nha. Và Viên Thế Khải như nào tuyên bố giữ chức là gì? Đại tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Những cái điểm hạn chế của cách mạng Tân Hợi thì cái phần đó các em tự trả lời cho cô nha. Đây, không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược, không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Đó là những cái hạn chế của cái cuộc cách mạng Tân Hợi của Tôn Trung Sơn. Và đầu cái thế kỷ 20 đấy thì cuộc cách mạng này thực sự là nổ ra ở Trung Quốc, nó để lại chị em để lại một cái ấn tượng sâu sắc cho chị em nhân dân Trung Quốc và nhân dân trên toàn thế giới, đặc biệt là ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Đây đây là Trung Quốc là gì? Đây những cái muốn nói là gì kem, đây cái phần chữ này nó nhỏ cho nên là cô chỉ là giới thiệu qua cho các em thôi nha. Đây là các cái tính chất và kết quả, cái nguyên nhân rồi diễn biến tính chất kết quả nha. Đây rồi cái nguyên nhân diễn biến tính chất kết quả thì lúc này cô đã giảng rồi đấy. Nhỏ. Và cái học thuyết tam dân đã đề cập đến những vấn đề nào đấy, nhất là gì, dân sinh độc lập, dân tộc tự do, dân quyền hạnh phúc đấy. Thứ hai là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Thứ ba là dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc. Và thứ tư là dân tộc độc lập, dân tộc tự do, dân sinh hạnh phúc, dân quyền độc lập. Thì trong cái học thuyết này thì như nào, là C đúng không, dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc, gọi là tam, có nghĩa là gì kem, là ba. Và cái lãnh tụ đồng minh hồi là ai đây? Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, rồi vua gì, Quang Tử, Tôn Trung Sơn đây. Em tự suy nghĩ nha. Rồi cách mạng Tân Hợi bùng nổ đầu tiên ở đâu? Bắc Kinh, Vũ Hán, Vũ Trương và Thượng Hải. Ở đâu? Đầu tiên ở đâu? Cách mạng Tân Hợi bùng nổ đầu tiên ở Vũ Trương rồi đến Bắc Kinh nhé. Rồi cách mạng Tân Hợi có tính chất như thế nào? Cuộc cách mạng vô sản, cuộc cách mạng tư sản không triệt để, cuộc cách mạng chiến tranh nông dân, chiến tranh giải phóng dân tộc, nó thể hiện cái tinh thần
yêu nước trong các cái cuộc cách mạng Tân Hợi này. Cách mạng Tân Hợi có tính chất như thế nào? Để các em xem, trả lời xem. A. Cuộc cách mạng vô sản. B. Cuộc cách mạng tư sản không triệt để. C. Cuộc chiến tranh nông dân. D. Chiến tranh giải phóng dân tộc. Các em phải tìm những cái đáp án đúng nha. Đấy. Thì hồi giới các em học và online này, các em tự trả lời xem nha, những cái cuộc cách mạng nào. Thì học qua cái bài này em phải nắm phần thứ nhất cho cô, đó là gì? Đó là Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược. Đấy. Thì các em phải nắm phần thứ nhất đó là cái gì? Nguyên nhân nào mà dẫn đến các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc? Đấy. Và đây phải nắm thứ nhất là gì? Trung Quốc là một nước rộng lớn, tài nguyên phong phú, đất đai rộng và gì? Có đầy đủ mọi gì tiềm năng về kinh tế, về chính trị, về văn hóa, và đặc biệt là miếng mồi ngon để cho các nước tư bản phương Tây đua nhau xâm chiếm. Và lúc này đối với các nước tư bản phương Tây, tại vì chia Trung Quốc ra nhiều nước nhỏ, mục đích của nó là gì? Kiếm chia Trung Quốc như một cái bánh ngọt, như là Anh rồi Đức rồi Pháp rồi Mỹ rồi Nhật Bản chẳng hạn, rồi Nga chẳng hạn, không, 14 nước đế quốc đua nhau để xâu xé Trung Quốc. Và cái phần này, cái phần thứ nhất em phải nắm được đây. Ở cái thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 thì các nước phương Tây đã tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một thị trường bao la béo bở của chế độ phong kiến. Lúc này như nào các em đang suy yếu thì đây là cái đối tượng để các nước phương Tây xâm chiếm nha. Đi đầu là thực dân Anh. Phần này em, cái phần một em nắm cho cô những cái phần đó. Phần thứ hai là hậu quả của Trung Quốc là xảy ra những cái mâu thuẫn, đó là gì các em? Mâu thuẫn là cơ bản của Trung Quốc là gì? Là phong kiến với Trung Quốc, nhiều cái phong trào đấu tranh phát triển rất là cao, đó là những cái hậu quả nha. Xã hội Trung Quốc đã nổi lên hai cái mâu thuẫn cơ bản là nhân dân Trung Quốc với gì? Đế quốc nha, phong kiến với phong trào nông dân chống phong kiến đế quốc. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai thì về cái nghĩa hòa đoàn. Nghĩa hòa đoàn thì kem nắm cho được, đó là khởi nghĩa của Thái Bình Thiên Quốc. Thứ hai là phong trào Duy Tân. Thứ ba là phong trào của nghĩa hòa đoàn nha. Vậy được ba ý đó. Thứ ba là nguyên nhân thất bại và của cái các cái phong trào này thì kem phải nắm được, chưa có một tổ chức lãnh đạo. Không. Lần thứ hai là do tư bản bảo thủ hèn nhát của triều đình phong kiến. Thứ ba là do phong kiến và các vấn đề cấu kết đàn áp với gì? Cấu kết với thực dân để đàn áp nhân dân. Những cái thù gọi là thù trong và giặc ngoài đấy. Phần thứ ba lớn là Trôn Nông Sơn và cách mạng Tân Hợi 1911. Nó thể hiện gì? Thể hiện là Tôn Trung Sơn và Đồng Minh Hội. Thì Tôn Trung Sơn là một trong những tri thức tư tưởng cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản nha. Đấy, Tôn Trung Sơn là như nào? Thành lập giai cấp tư sản ở Trung Quốc và thành lập Đồng Minh Hội đấy, và cương lĩnh chính trị theo chủ nghĩa là học thuyết tam dân đấy. Thì trong những cái phần này cô đã cho các cái phần học trên thì cô đã cho các cái
câu hỏi trắc nghiệm là bài tập ở đây các em tự làm, và hôm sau các em sẽ trả lời cái phần bài tập cho cô nha. Đấy, và bài tập học hôm nay cô xin tạm dừng ở đây. Cô xin chào các em. Đấy, cô xin đây.